Hà Chí Quang, Lê Vila. Xin mến chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện đó chuyện đây. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay hai anh em chúng tôi đang đi tìm hiểu một cái đam mê, gọi là đam mê phải đánh đổi bằng mồ hôi nè. Không biết là Lê Vila biết đó là bộ môn gì không? Em nghĩ là xe địa hình hai bánh. Hôm nay anh em mình mặc đồ thật là đúng là hợp với xe có cà đô. Ê, không biết nó sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình đi vô mình coi thử đi anh. Mình khám phá liền đi. Thôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng khám phá bộ môn này. Khi nhắc đến off-road, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cung đường không bằng phẳng, cùng niềm đam mê địa hình mãnh liệt của người chơi off-road, nhất là off-road hai bánh. Không hẳn họ là những người mê tốc độ, mục đích của họ là khám phá, trải nghiệm, thử sức trên những con đường trơn như mỡ, bùn lầy nhão nhoét, hay những cung đường mấp mô đầy đá, hoặc những nơi giao nhau giữa vách đá và vực sâu, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với một nhóm off-road để xem chuyến hành trình khám phá, chinh phục địa hình của họ như thế nào nhé. Bella nè, anh biết là Bella có rất nhiều câu hỏi dành cho cái bộ môn này đúng không? Rất nhiều đó, có một anh nữa đó. Chào Bella, thoải mái hỏi luôn. Em chào anh. Dạ chào anh. Dạ. Chào em. Cái chiếc này anh của em quá. Anh đã để cho anh tự giới thiệu về mình nè. Anh tên Hải. Dạ. Thì anh cũng cùng với mấy anh em mà chơi cái câu lạc bộ xe cỏ này cũng được 2-3 năm rồi. Dạ. 2-3 năm rồi. Dạ. Anh ơi, cái xe này ngồi rất là vừa vặn với em luôn á. Đúng rồi, rất phù hợp với em. Dạ. Tại vì tiền thân cái xe này nó là một cái xe nữ. Sau một quá trình bọn anh đi rừng thì bắt đầu bọn anh mới xem những cái khiếm khuyết điểm như nào, thì bắt đầu bọn anh nâng cấp, cải tiến nó để nó phù hợp hơn đi với để đi rừng. Nhìn nó ngầu quá. Như này tức là bọn anh nhiều người đam mê đi rừng thì mỗi người có một size khác nhau. Yeah. Thì mình có thể hoàn toàn độ theo cái size, cái form của người của mình để cho nó phù hợp với mình. Ví dụ có những người thích xe cổ cao hay cổ thấp, yên cao hay yên thấp. Nhưng chung quy thì nó có một số bộ phận chính mình phải độ để nó đi được trong rừng. Yeah. Đó, thứ nhất là cái lốp gai. Yeah. Thì cái lốp gai này thì là mình gắn lốp thôi, nhưng khi vào rừng bọn anh phải gắn thêm một cái bộ xích nữa. Nó gọi là bộ xích để đi trượt, đúng rồi, không để bị trượt đường đất, đường trơn đá, không bị trượt thì thường bọn anh sẽ gắn xích vào đằng sau. Khi nào lên rừng bọn anh sẽ gắn. Cái thứ hai là bọn anh sẽ như nhông trên đĩa. Là nó theo kỹ thuật là mình phải độ để nó tăng cái sức kéo khỏe để mình vào rừng mình đi. Đèn đốm sao anh? Đèn thì cũng thế, đây ví dụ như đây là cái dàn đèn đây thì nó đẹp quá. Nó vào rừng thì nó rất là tối. Ừ. Nên là mình phải làm sao mình cho nó tối ưu cái ánh sáng của mình lên. Dạ. Để mình đi mình nhìn thấy đường rõ. Gần như là pha luôn hả? Đúng rồi, pha. Cái này là mình dùng xenon hết này sao anh? Đúng rồi, bây giờ đèn thường là đèn xenon hoặc đèn led. Dạ. Cái điện năng mà đèn nó tiêu thụ có phù hợp với lại cái bình của mình không? Cái đó mình phải độ lại bình. Ví dụ như là mình gắn nhiều đèn thì mình phải tăng ampe của cái bình lên. Yeah. Team bọn anh thì nó có khoảng chừng 10-15 xe, nhưng mà chúng bọn anh chỉ gắn tời khoảng chừng 2-3 xe thôi. Chúng ta đi xe đầu, xe giữa, xe cuối. Thì khi có trục trặc gì cần kéo thì anh em hỗ trợ nhau kéo. Đó, chứ còn ví dụ như mỗi một xe mà xe nào cũng gắn tời hết thì tất nhiên nó cơ động, nhưng mà về không phải ai, tại vì mình chất đồ nó đã nặng rồi. Còn mang thêm cái tời nữa, nhiều khi có những người họ sức khỏe không đủ. Thành ra nó rất là vướng víu, rất là nặng nề. Đấy, chủ yếu những người có kinh nghiệm, có sức khỏe thì mới gắn tờ. Là em về em lấy xe của má em. Má là đó, má em là. Em tháo hết. Khỏi đi đeo. Anh để tham gia cần cái gì anh? Nói chung là cái bộ môn này đầu tiên là cái đam mê là thứ nhất. Dạ. Cái thứ hai là cái sức khỏe. Em có. Và cái thứ ba là cái ý chí. Ý chí em có. Thưa. Như thế thì là ok. Thưa. Mà em có. Bộ môn này rồi. Dạ, em đi tìm một người yêu của em để chở em như đây. Mấy anh này có rồi, có hết rồi. Em về lấy xe của má em ra. Rồi tự đi. Không, thực ra nếu như bạn mà mặc dù là nữ, có sức khỏe, có đam mê, thích chơi vẫn có thể tham gia được. Tất nhiên là một hai lần đầu nó sẽ có những cái khó khăn nhất định, nhưng tất nhiên là đi với team thì team cũng sẽ hỗ trợ. Đúng rồi. Cái xe của mình đã thay đổi kết cấu như thế này thì mình không thể nào chạy trên đường trên thành phố, trong trung tâm được. Thì khi mình đưa cái xe này đến cái địa điểm đó thì bằng cách nào? Thì thông thường thì bọn mình là dùng xe bán tải. Yeah. Thường xe này thì ở đây bọn mình độ chế là bọn mình không có lưu hành ở trên đường. Yeah. Nó nhiều khi nó không đảm bảo an toàn giao thông. Yeah. Thường là từ thành phố mà lên rừng thì mình là dùng những xe bán tải, mình chất lên đó. Yeah. Vào đến cửa rừng bắt đầu thả xuống, thì vào trong rừng là dưới sự cho phép của các anh kiểm lâm thì bọn mình bắt đầu vào rừng. Mình cũng xin giấy phép. Cũng có, mỗi lần đi là bọn mình đều cũng phải là thông qua xin bên đơn vị kiểm lâm quản lý rừng. Yeah. Họ cho phép mình vào. Và chính quyền địa phương nữa đúng không? Đúng rồi, thường là công an xã, công an huyện là mình cũng phải liên hệ trước, mình xin phép trước. Rồi tụi anh chơi nhưng mà rất ngoan luôn á. Không, tại vì tiêu chí của nhóm xe cỏ là thứ nhất là mình chơi cái gì là nó là theo pháp luật. Cái thứ hai là mình đi đến đâu thì mình cũng phải bảo vệ. Yeah. Bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đúng tất rồi. Cả mọi cái. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh chào anh.
Để đáp ứng một chuyến phiêu lưu trơn tru, người chơi cần phải có trước hết là một con xe. Dĩ nhiên, những con xe ấy phải thay đổi, gia công lại cho phù hợp với công năng của chuyến đi. Bên cạnh đó, những nhu yếu phẩm, vật dụng, phụ tùng sửa chữa, thay thế là không thể thiếu cho những chuyến phiêu lưu ấy. Dạ, chào anh. Dạ. À, không biết là mình đang làm gì ạ? À, mình đang canh chỉnh xe để cho chuẩn bị chuyến off-road bằng xe hai bánh ở trong rừng. À, em thấy xe của mình đang bị đổi kết cấu rất là nhiều. Mình đổi kết cấu này để nhằm mục đích gì ạ? À, mình đổi thay đổi kết cấu là do cho xe nó phù hợp để đi những cái địa hình xấu, những địa hình phức tạp. Dạ. À, mình phải vượt qua những cái địa hình đó để đến những cái nơi sâu phía trong rừng. Nhóm của mình có tên gì không? À, nhóm của mình thì không có một cái tên, nhưng mà mọi người đều có tên tuổi và thành danh trong những cái môn thể thao mạo hiểm. Vậy cái cơ duyên nào mà mọi người lại tụ tập tới đây để mà cùng chung một cái sở thích, cái đam mê của mình như vậy ạ? À, anh em chúng tôi là tập hợp ở đây là vì đam mê địa hình, đam mê cái môi trường tự nhiên ở trong rừng và ít người. Giống như là tới ngay chỗ cái khu rừng đó mà xe lớn không có vô được. Mọi người muốn đi sâu vô trong nhưng mà đi bộ thì không có đã nên phải chế ra những cái xe. Đúng như rồi. Vậy để đi cho một cái quãng đường rất là dài trong rừng, mình trang bị những cái gì cho những cái chặng đường xa như vậy ạ? Mình sẽ nói về xe trước. Dạ. À, dạ. Thì ở đây là một cái xe nó khá đặc biệt, là thứ nhất là nó có hệ thống tời cơ. Dạ. Tời này là lấy từ móc từ trong máy ra, nó có hệ thống cơ để khi mà địa hình nó xấu á, là mình dắt xe không nổi hay gì đó thì mình sẽ móc cái tời lên cái cây hay cái điểm tời cao. À. Ừ, kéo xe lên cái yên mình làm to ra là mình chở đồ, nó rất là nặng, khoảng 6-70 kg đến cả tạ, trang thiết bị lều rồi mọi thứ để mình đi, có thể mình chuẩn bị cho vài ngày cho nên phải chở rất nhiều đồ ăn, gạo, nước này nọ. À. Anh cho em hỏi cái thùng này để làm gì vậy ạ? À, đây là bình xăng dự phòng. Bình này nó có dung tích 5 lít. À, sức chịu đựng của nó, sức nén của nó là khi mà một xe khoảng 2 tấn cản qua nó cũng không bể. À, ví dụ như giờ em muốn tham gia thì sao, ở nhóm anh đã có nữ nào chưa? Chơi cái này thì phụ nữ nó rất hiếm. À, phụ nữ đi thì đôi khi họ cũng bất tiện. Thường là mỗi anh em đã có kinh nghiệm chơi từ những bộ môn khác như cào cào, xe đua tốc độ đã qua rồi cái thời sử dụng xe đó rồi, thế là anh em sẽ chuyển qua cái này là hạng nặng rồi. Nó giống như bệnh nặng rồi đó. Nghiện nặng rồi đó. Dạ. À, cho nên là rất hiểu về xe. Và xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì tụi em sẽ đi gặp mấy anh em khác nữa. Để chinh phục một cung đường không có trên bản đồ hoặc có ít thông tin liên quan, người chơi thường phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn, mất nhiều công sức và thời gian. Do đó, các tay chơi phải rất bình tĩnh để xử lý tình huống và đưa ra phương án thích hợp để cùng đồng đội thực hiện thành công chuyến đi. Vì trong rừng sâu, mọi phương tiện liên lạc đều rất hạn chế. Chuyến đi càng khó, mất đến hàng tiếng đồng hồ để vượt qua, càng làm cho người chơi thích thú và muốn chinh phục. Chính điều đó sẽ trở thành những kỷ niệm sâu sắc nhất trong một chuyến đi và luôn làm cho các nhóm chơi có thêm tinh thần đoàn kết và thả nổi đam mê khám phá. Chơi xe địa hình đúng chất, người chơi phải đi vào khu vực không có đường lớn, thường chỉ có đường mòn dành cho người đi bộ với địa hình gập ghềnh hiểm hóc, đòi hỏi người cầm lái phải có kinh nghiệm và tay lái cứng. Có thể vì thế đi off-road là không thể đi một mình, nghĩa là phải có nhóm, mọi người hỗ trợ nhau, cùng dựa vào nhau để vượt qua những cung đường khó. Mọi người đều có đam mê vào rừng khám phá những cung đường mới, đắm mình với thiên nhiên, thả mình vào trong những con suối mát lạnh trong lành. Hàng tháng các tay chơi đều phải thực hiện một chuyến đi để thỏa niềm đam mê của mình. Từ off-road mà mọi người trở thành anh em, người chơi đều công nhận off-road là môn thể thao mới, mạo hiểm, giúp rèn luyện thể chất và tinh thần, đồng thời rèn luyện bản lĩnh vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Ngày hôm nay rất là tình cờ bởi vì sẽ có một cái team và hôm nay các anh hằng họp để chuẩn bị xuất phát đi Đà Lạt. Dạ, các mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho các phương tiện của mình chưa? Tất cả thì đã ready rồi, sẵn sàng hết rồi. Chỉ lấy chất lên xe và đi thôi. Anh, em hỏi này, thực phẩm là mình sẽ mang mì gói với lại hay là gạo anh? Lúc nãy em nghe nói gạo luôn đó. Có gạo. Có gạo. Vậy mình nấu bằng cách nào anh? Có thịt gói. Mình có mì gói luôn. Mình có mang theo bếp ga. Rồi nướng thịt trên đá cũng có luôn. Anh khỏe không? Khỏe. Phải chuẩn bị thể lực phải không anh? Ở nhà mình thì các chị ở nhà sao? Cũng là động viên đi để có cái tinh thần thoải mái. Wow. Chắc là mấy chị cũng quen với cái việc này rồi và cảm thấy là cái này là hoàn toàn là cái đam mê mà nó có lợi cho sức khỏe cũng như là cái sự đam mê rất là lành mạnh. Thôi, cái đó là các chị thôi, các những người đã có gia đình bây giờ chúng ta sẽ hỏi những người đã có người yêu ha. Bạn có người yêu chưa nè? Có rồi đúng không? Đang có người yêu là người yêu chắc chắn là sẽ không cho đi đâu. Nè, rồi bạn trả lời đi. Khi mà đi như vậy á thì cũng có nói anh với người yêu có những cung mà nó nặng quá, thường thì cứ kêu là 11 giờ 12 giờ ra tới, nhưng mà có cái hôm đó thì là 6 giờ 5-6 giờ sáng là mới ra tới, gọi về không được, ở nhà gọi đi cũng không được. Thế là có một đêm không ngủ, 5 giờ sáng ra tới cửa rừng mà ríu ra ríu rít điện thoại là cô gọi đầu tiên. Cô rừng á là không có sóng điện thoại trong đó, mình không liên lạc được về nhà mà ở nhà cũng không có liên lạc được với mình. Thế thì có những cung là nhiều khi anh em mình đi lạc, hôm nay ở nhà bảo bà xã đi thì ngày mai sẽ ra rồi, thì thông thường ngày mai cũng như sáng thứ bảy hoặc sáng chủ nhật bà xã có thể gọi để biết mình đang ở đâu, nhưng mà những hôm mà đi lạc luôn không ra được. Mình đã có trường hợp là bà xã cũng đang định đánh xe xuống Đà Lạt để nhờ công an đi tìm, nhưng mà may mắn là mình ra kịp mà mình gọi về là dạ, an tâm đứng ở nhà chúng tôi là ra đi tìm anh rồi. Nhóm của mình có tất cả bao nhiêu thành viên anh ạ? Từ như đợt này đi thì thành viên lên đến 20 người. 21 thì trong đó là đợt này đi là mỗi người một xe. Thì có 4 thành viên là đi xe đạp MTB và 16 thành viên là đi bằng xe cỏ. Chắc em gia nhập xe đạp trước. Dạ, nhưng mà xe đạp với xe cỏ thì cái vận tốc nó khác nhau, thì làm sao mà mình giữ được liên lạc với nhau? Thì thông thường là xe cỏ thì bao giờ nó cũng đi trước. Nói chung tùy địa hình, có những địa hình xe đạp họ sẽ đi trước mình, có những địa hình thì xe cỏ sẽ đi trước, nhưng mà anh em là đi theo team, thành ra đi vẫn đợi nhau. Như em thấy là mọi người ở đây ai cũng rành về xe, tất cả mọi người. Vậy thì cái mà y tế thì có phải là mọi người đều biết hết không ạ? Về cơ bản thì mọi người đi rừng thì đều có những cái kiến thức cơ bản về cái y tế, bó thương hay là cầm máu. Đồng thời là anh em đều mang theo những cái thuốc men, bao bông băng cho trong trường hợp mà rủi ro lớn hơn, thì lúc đấy là mình phải nhờ người ra rồi thợ rừng họ vào họ hỗ trợ mình. Trong rừng thì luôn luôn gặp những cái hiểm nguy mình không lường tới. Tất nhiên là cái khu rừng đó mình biết là có kiểm lâm đó, có những cái người là thông thạo về địa hình đó, nhưng mà có bao giờ mình gặp những con thú dữ không? Thì mình đi rừng nhiều rồi nhưng mà chưa có gặp được thú dữ, nhưng mà như là cọp, beo hay là sư tử thì chưa có, nhưng mà nghe nói là voi đã có. Rồi con voi nó cũng dữ lắm đấy. Voi thì nói là hiền, nhưng mà nó khi mà nó ra ngoài nó gặp người mà ồn ào là nó sẽ đuổi, nó dí rồi nó giận, nó phá, nó làm đủ các trò. Lúc đó mình giải quyết như thế nào? Lúc đó thì anh em sẽ chạy 1, 2, 3 chạy. Anh em đồng lòng chạy nào. Cái thứ hai là mình phải dụ cho con voi nó đi ra một cái hướng khác để mình có một cái đường thoát để mình chạy. Vậy ai sẽ là người dụ con voi đó anh? Đây đó, anh em sẽ là một ai có kinh nghiệm nhất nha bên anh. Mỗi anh là sẽ có một cái nghề khác nhau. Và dạ, chúng em mua và khán giả cũng đang muốn biết là nghề nghiệp của từng người để trước khi mình gia nhập team này là mình làm nghề gì hiện tại và đang làm. Mình hiện tại đang là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do. Còn mình làm xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu. Công ty xuất nhập khẩu. Còn mình bỏ đi vậy công ty có kiểm điểm không? Không có người làm thôi. À, dạ còn anh ạ. Mình thì làm bên công ty bánh kẹo. Mình làm có gara, mô tô, địa hình. Gara rồi ông chủ đi là ông chủ thì khỏi sợ muốn đi như nào đi. Mình nghỉ hưu rồi, giờ ở nhà giúp đỡ cho bà xã thôi. Trời ơi, vậy còn sướng nữa. Là anh có thể có quyền gì lắm. Hiện nay mình đang làm trong cái lĩnh vực là vận tải xuất nhập khẩu. Dạ, đó ông chủ rồi đó. Quý vị thấy không ạ, một buổi trò chuyện của anh em chúng tôi rất là vui nhộn, rất là hào hứng. Nhưng mà chúng ta biết là một team được thành lập phải có người khởi xướng. Và ai là người khởi xướng để thành lập cái team mình như ngày hôm nay ạ? Người khởi xướng thì nó cũng vô tình, nó khoảng chừng 4-5 người. Thì vì cái đam mê mình đi chơi thử xong cái nó mê. Mà thử từ xe đạp đúng không ạ? Đi xe đạp nó chưa đã, mình tìm cái phương tiện khác mình đi. Thì xe đạp thì đi đỡ cực hơn, nhưng mà đi xe hai bánh gắn máy thì nó nặng nhọc hơn nhiều, là thấy nó phê hơn.
Anh cảm thấy như thế nào trong hành trình này? Cái chuyến này nó hơi đặc biệt với những chuyến khác. Thứ nhất, chuyến này và cũng là cái khu vực bảo tồn này là lần đầu tiên anh em được đi. Và cái chuyến này nó đặc biệt cái là có tham quan tất cả các hang động núi lửa ở Krono, ở Đắk Nông. Thì có những cái hang nó có sâu và nó có chiều dài nhất Đông Nam Á. Thì đó là mục đích của chuyến đi này. Hầu như tất cả những chuyến đi khác và đặc biệt là chuyến đi này là anh em rất háo hức. Tại vì trong vòng một tháng trở lại đây anh em đều tập luyện cho cái việc đu dây và leo dây. Chuyến đi này nó hơi đặc biệt cái là nó có mình xuống một cái hang động núi lửa 30m, sâu tuốt dưới lòng đất và đi sâu trong hang là cả cây số. Với những cái kinh nghiệm dày dặn với lại cái sự chuẩn bị chu đáo về thể lực cũng như là mọi thứ ở trên xe em vừa thấy á, thì em chúc cho anh với lại team của anh là sẽ đi có một chuyến đi rất là thú vị và bình an. Để có nhiều sức khỏe và có nhiều cái khám phá mới hơn nữa để về có gì đó sẽ chia sẻ cho tụi em biết. Đúng rồi. Dạ. Thì mình cũng muốn gửi gắm, có nghĩa là ở đây anh em toàn mê rừng, thích đi rừng. Thì cũng muốn truyền lại cho các bạn trẻ về sau, thì thứ nhất là ở đây anh em là vẫn đi trekking, hiking và đạp xe cũng như xe máy, hầu như là tất cả những các môn chơi đều chơi trong rừng. Thì bản thân mình và anh em và cũng khuyến khích cái thế hệ trẻ cứ tiếp tục những môn chơi như thế thay vì là cứ phải vô quán cà phê chơi game. Mình không phải nói cái đó nó xấu, nhưng mà nó là sẽ làm con người nó giảm đi chất lượng sống rất là nhiều. Nhưng mà điều đặc biệt là các anh thỏa niềm đam mê của mình khi mà chúng mình có một thú chơi này, nhưng mà song song bên đó công việc kinh doanh hoặc là công việc làm thường nhật của các anh vẫn là rất tốt. Đúng rồi. Ở đây ai cũng có mỗi công việc riêng, hầu như đều là chủ doanh nghiệp hết. Thì mỗi tháng chỉ có một chuyến thôi. Mà đã một tháng có một chuyến thì đi phải cho đáng. Cái mục đích là vậy, đi phải cho đáng. Nhiều khi thoát được cái điện thoại, tiếng chuông điện thoại nó khỏe lắm. Tại vì nguyên một tháng trời lúc nào cũng điện thoại, công việc, điện thoại, công việc, mà anh em ai cũng áp lực. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ. Với những người đam mê off-road, việc khám phá những cung đường mới, hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên có lẽ là niềm vui, là nguồn tái sinh năng lượng cho họ sau những bộn bề áp lực trong công việc. Bởi vì khi họ phi vu trên những cung đường ấy, những gánh nặng đè lên người họ như được bó lại phía sau những vết bánh xe. Họ cùng chạy, cùng vui, cùng khám phá, cùng sống với nhau bằng một cuộc sống mới với nguồn năng lượng mới. Thật sự off-road là một bộ môn rất đáng được tham khảo. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế, những cách đồng hành cùng chiếc xe và kỹ năng bảo vệ bản thân trong hành trình off-road là không thể thiếu. Nếu đã hội đủ các điều kiện, tại sao chúng ta không thử xếp off-road là một sự lựa chọn thú vị cho những cuộc trải nghiệm đầy kịch tính, hào hứng và đáng nhớ. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và quý vị ơi, để biết thêm nhiều chuyện Lạ lắm à nghe. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.